Mạnh ơi, lẹ lên đi, con hèo quá Mạnh ơi. Cái gì mày, từ từ đi, đang làm nè. Ok, ok, làm nhanh luôn nha. Kỳ này tao bỏ cho mày nguyên một bịch ớt cho mày khỏi ăn luôn. Nè hả, anh xong rồi nè. Trời ơi, nhìn ngon quá. Ăn rồi anh ơi, cay quá. Để đấy coi. Cay quá. Cay cái lưỡi mà. Trời ơi, vậy là dục nguyên một bịch bánh tráng luôn rồi. Trời ơi, cay quá.